nhớ để tốc độ nó chậm thôi nha. Tay của khách hơi cứng á, nên mình phải dìu tay khách tí xíu nha. Mình chạy có độ nhám này trước khi mình gắn móng nha. Sáng giờ anh chị em hốt chưa? Hai chị Tươi, hai cô em Lê, hai cả nhà nhé. Nhiều khi khách nó hay cái tay hơi cứng á, thì mình cầm mình dìu tay cái cho nó thả lỏng ra nha. Là cái cách của mình làm những cái tay mà hơi bị gồng á, mỗi lần mình cầm ngón lên á, mình để nhẹ nhẹ tay khách vậy nè, thì nó lỏng ra cho lại cho mình làm cho nó dễ. Cách tốt nhất á, cách tốt nhất mà những cái tay mà bị gồng á, thì khi mình dìu theo nó. Chưa hốt, em đang đi. Chưa hốt hả? Thôi, đi hốt đi chị. Em sáng giờ em hốt mấy con này. Dũa thì mình cũng giữ nhẹ nhàng. Bây giờ mình nhiều khi cái tay khách đó, nó có da đó, mình cắt chút xíu cho khách. Này nè, như cái khóe nè, thì mình không cắt ra đó, mình đắp bột nó kỳ lắm. Cái này dễ bị xịt máu lắm đó. Này, gắn móng nha. Hôm nay mình dũa mình làm cái sledo nha, màu black đánh thơm, làm màu black và màu A22 để mình đánh khôm nha. Để kêu nó mất tiêu rồi. Cái kêu mới để ra mất rồi. Khi cái tay nó hơi cứng, mình phải dìu dìu cái tay chút xíu. Này là móng tiếp sledo nha anh chị em, móng tiếp sledo nha. Ok. You want long like that? No. No? No longer. No longer. Nhắn nhỏ chút xíu keo này để cái móng lên cho nó thẳng này, gắn nó vô. Thì cái móng tay của mình nó rất là thẳng nha. Đó. Cứ từ từ mình làm thôi, đâu cần hấp tấp gọn gàng. Móng tự nhiên thôi nha, mình đừng có đè nó bịch xuống quá cũng tốt.
canh. Chị em thấy anh đi gắn móng không? Anh đi để rất tự nhiên. Ok. Móng này móng mới, móng này xài good lắm, hai khanh khỏe không khanh? Hai sen đi. Đó, mình để tự nhiên vô, móng là để tự nhiên thấy không? Mình không có cần đè cái móng. Để cái tay khách nó chính thẳng lại nha. Lúc nào cũng vậy, mình để cái tay khách cho nó thẳng. Chị Kim khỏe không chị? Đó, tay méo mình dễ giữ cho nó thẳng rồi. Kim ơi khỏe không chị? Anh đi khỏe rồi. Ngày nào mà thấy anh đi like là biết anh đi khỏe đó. Ngày nào mà không like là biết bệnh rồi đó. Tí anh đi chia sẻ cho anh chị em cách mà đánh khôm luôn nha. Đánh khôm mới thì sao cho nó khỏi chóc nha. Cái khôm mình làm nó rất là quan trọng lắm á. Chị em hôm nay thấy rõ không ta? Thấy rõ không? Rõ không anh chị em? Phone mới thường thường nó hay rõ hơn phone cũ. Okay, how long you want? One light up. Good. Yeah. Rồi giờ mình đo này nha. Để tay khách nó lỏng lại cái mình đo nó. Đo cho nó đều. Nhớ là đo cho nó đều nha. Đó. Móng ca Úc này thì mình chỉ nhìn thôi, hoặc như cái móng cái mình chỉ canh nó thôi, còn thực sự đo nó cũng hơi khó. Rồi bên này á, yeah, thank you Cindy, bên này thì mình cắt dài chút xíu, ok, cắt dài nó chút xíu, chứ nếu mà mình cắt ngắn lát mình đo là nó bị ngắn ngủn á. Rồi giờ mình đo nè. Điều không? Hai Thanh Tâm, hello, anh Top về Việt Nam chưa? Top với nước Deep đồ đang trên đường về Việt Nam đó em. Anh đã chuyển hàng đi hết rồi. Thì tại vì nhiều khi nó qua cái đường hải quan nữa nên thành nó hơi chậm chút xíu. Top đồ đang trên đường về Việt Nam nha anh chị em. Thóp gieo, nước điếp, dũa, diếp đồ nó đang trên đường đi đó, đang trên đường về. Thì khi nào nó về tới thì ở bên Việt Nam, bên đó người ta phót lên. Là anh chị em biết rồi. Anh đi làm rất là chậm nha. Anh đi làm chậm chứ anh đi không có làm lẹ đâu. Cái này hơi dài xíu nên mình cắt nó. Về tới là bên đó nhung nhung neo á, bên đó phót lên rồi. Đợt hàng này về bển cũng hơi nhiều đó. Nói chung dũa thóp cái gì cũng có hết. Rồi bây giờ khách nó muốn slay đồ thì mình làm cái gì? Khách muốn muốn dũa slay đồ nhọn thì mình bắt buộc mình phải cắt nó vô. Ok nha anh chị em, mình cắt nó. Ok. Rồi bây giờ mình cắt nó vô nè. Nhớ nhắm cái dũa nè, cái đường thẳng nè. Mình có cắt méo chút xíu đi cũng được, không sao đâu. Mình để cái kéo nghiêng nè. Đó, nghiêng nó nè. Đó, mình cắt nó, không có cần cắt sát vô đây nha. Ok. Anh chị em nhớ anh đi để cái kéo nè. Đó, anh chị em thấy không? Thấy anh đi cắt không? Anh đi không có cắt nó vô phạm vô cái góc của móng thiệt. Nhiều khi á, mình cắt vô phạm móng thiệt thì lát mình dũa đó. Thì thường thường cái móng thiệt nó bị cái móng thiệt nó bị ấy, nên thành nó không có đẹp, nó lòi cái móng thiệt nha. Cái cách cắt để mình dũa cái slay đồ, cắt thường thường để cái móng á, đừng có để mà cái kéo lòi qua đây nè. Thấy nhiều anh em để kéo lòi qua tới bên này, mình chỉ cắt mình canh nó thôi.
canh đó nè. Đó. À, thấy anh đi cắt không? Thành nhiều khi anh chị em phải để ý. Chị em thấy cắt không? Hai dịp mình cắt cho mình dũa có sao đâu. Đó. Đó, chứ nhiều khi anh chị em để kéo vô tới đây nè, rồi mình cắt nhiều khi nó bị thiếu ngang này, nó bị phạm nha. Rồi giờ anh đi cắt lẹ nha. Tại này anh đi làm quen rồi nên thành anh đi làm lẹ lắm, cắt lẹ lắm. Anh đi để vô anh đi cắt cái bụp bụp cái xong rồi. Hai K là khỏe ông chị. Lát anh đi nói về cái thóp mát và anh đi sẽ đánh khôm cho anh chị em coi nha. Thường thường anh đi làm cắt quen rồi đó, thành anh Điệt. Để gì mà vắng. Ồ nó vắng bà cố luôn á Đào. Đào Phạm. Không có lẽ gì đâu mà nó thảm thương luôn á. Sáng giờ làm được con à. Hai chị khỏe không chị? Rồi giờ bắt đầu mình vũa vô nè. Để mình vũa vô nè. Chị em thấy không? Mình vũa nó vô. Thì cái cô khách này không có muốn làm nhọn lắm nên thành mình không có cần làm nhọn, mình vũa cho nó ôm vô thôi. Ok. Nó không có nhọn lắm. Đó, vũa vô thấy lẹ không? See, look beautiful. Right. Đó, nên thành anh chị em thấy không? Không bao giờ lòi cái móng thiệt ra hết nha. Nói chung vũa sle đồ nó cũng phải có biết cái cách chứ không là cái móng thiệt của mình lòi hết. Ồ nói chung lễ lọc đồ năm nay vắng lắm, ở đâu cũng vậy hết chứ không phải riêng một chỗ. Bên em đi ngồi chơi vô sôi nước mấy năm trước có lễ làm dữ lắm, lễ hốt như banh xác luôn, không có giờ ăn uống. Còn bây giờ thấy không, cái nơi vắng đến thọ nổi mà có thời gian live stream luôn á. Không, vũa cho nó có độ thẳng trước đi, rồi lát mình đắp bột lên mình vũa lại. Năm nay là một năm khảm não, buồn. Đấy, cố lên anh chị em, qua năm mình hốt lại bù nha. Năm nay với mình ngồi chơi đi, qua năm mình vũa bù. Còn qua năm mình không vũ bù nữa thì mình ngồi mình chơi tiếp. Cách vũ như vậy anh chị em để vô nè. Đó, ha. Vút nó xuống cho nó ôm vô trước nè. Đó. Rồi giờ mình lấy hai cái góc này vô nè. Đó. Thấy anh thì lấy góc không? Lấy vô không? Thì cái móng mình nó sẽ có cái độ ôm, độ khơ, nó đẹp. Mình đừng có cho hai bên này nó nhỏ quá, nhỏ quá. Nhìn nó, nhìn cái móng nó nhìn ghê lắm. Không phải cái móng dài, nếu móng dài thì mình làm dễ được. Còn móng này nó hơi ngắn. Ví dụ qua năm mình làm không được nữa thì mình ngồi mình chơi tiếp. Nói chung anh chị em mà thực sự mình làm, mình biết cái basic mình làm rồi đó, mình khỏe lắm, mình design đồ này kia làm sướng lắm. Mình suy nghĩ ra mình làm cách design rồi nó đẹp lắm. Ủa, sáng giờ mới tiễn được con dao cắt bột đó, ngồi cắt chơi nè. Mới tiễn con dao cắt bột nè. Mới tiễn con dao cắt bột bây giờ anh chị em. Con dao cắt bột. Thành ngồi phá cắt cho vui. Rảnh quá mà. Rảnh xanh nông nổi. Tay cô khách này hơi cứng xíu nên thành mình làm phải từ từ. Hello anh chị em mới vào nha.
này đâu có gì khó đâu, mình dũa nó lẹ lắm, không có gì mà khó hết. Mình cắt hai bên vô rồi thì mình dũa nó vô rất là lẹ cho mình. Đó, mình nhớ bên này mình lấy vô cho nó thẳng trước. Đó, nó thẳng trước cái góc này, một bên nó vô thẳng. Thì bên này mình lấy nó vô thôi. Đó, thấy không? Đơn giản không anh chị em? Hai hòn công văn, khỏe không em? Xong, bây giờ mình chạy cái đầu ai chen bùi, khỏe không em? Rồi bây giờ mình chạy cái đầu, chạy cái độ cái lằn của nó cho nó xuống nha, cho nó mỏng lại, nó mỏng. Mình chạy cái lằn thực sự ra mình không có cần chạy chính giữa nhiều, mình chạy hai bên góc nè, nhớ chạy hai bên góc nè, hai bên góc nè, không? Em sợ nhất là sếp này, không có gì khó em, nãy giờ anh cắt thì em thấy rồi đó. Thì em nhìn em cắt theo thôi. Cái sếp này nó còn dễ làm hơn cái sếp coffin nữa. Theo anh chị em nghĩ sao với em đi, cái sếp này nó dễ hơn cái sếp coffin nữa. Đó, mình dũa nè, bên góc này xuống nè. Hai Nicky khỏe không em? Sao mấy cái đầu dũa tê tái không? Hai Uyên, mấy đầu dũa phê không em? Dũa sướng luôn không? Sợ nhất là không có khách. Thì không có khách thì mình ngồi mình chơi, phải không Đào? Mình đâu cần làm. Có khách mình ngồi mình làm, không có khách mình ngồi mình ăn lương. Thiệt mà, Khánh để ý đi, nãy giờ anh đi làm đó. Quá tê tái luôn chứ còn gì nữa. Hai phát, khỏe mà em trai phát. Dũa là tê tái luôn phải không? Mà quan trọng là có khách dũa không mới tê tái chứ.